Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã đến với kênh Món Ngon Vừa Nấu. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách nấu món nước chấm để ăn cùng với nem nướng. Cái cách nấu món nước chấm này khá đơn giản nhưng rất hợp với món nem nướng và các bạn có thể dễ dàng để làm tại nhà. Để làm nước chấm ăn cùng với 500g nem nướng thì các bạn còn chuẩn bị đầu tiên là 150g nếp. 150g là khoảng hơn nửa chén đó các bạn. 50g thịt heo băm nhuyễn. 100g đường phèn. 100g đậu phộng. 2 trái cà chua, 2 củ hành khô và 3 tép tỏi. 1 muỗng canh bột năng. 1 muỗng canh hơi vuông một chút nha các bạn. Nếp thì mình đem đi vo, xẻ nhiều nước cho sạch rồi cho nước vào ngâm. Mình ngâm khoảng 4 giờ. Để lột vỏ cà chua dễ hơn thì mình dùng dao cứa mỏng vài đường trên trái cà chua. Bây giờ thì mình cho nước thật sôi vào một cái tô, rồi cho cà chua vào trụng. Mình trụng cà chua trong 20 giây. Trong khi trụng thì các bạn nhớ dùng đũa đì cho nước ngập trái cà chua. Sau 20 giây thì các bạn vớt cà chua ra một tô nước lạnh. Làm như vậy thì mình lột vỏ cà chua rất dễ các bạn. Lột vỏ xong, các bạn cắt cà chua ra, bỏ hạt, sắc nhỏ. Hành tỏi thì mình cũng đạp dập và băm nhỏ. Bây giờ thì mình bắt một cái chảo lên bếp, cho vào một muỗng canh dầu ăn. Giờ dầu nóng thì mình cho hành tỏi băm vào phi. Khi hành tỏi đã vàng thơm rồi thì mình cho cà chua và thịt vào, xào cho chín rồi thêm nước vào. Bây giờ thì các bạn cho 200ml nước vào, chờ nước sôi lại thì tắt bếp. Mình tắt bếp để thật nguội rồi cho vào máy sinh tố xay. Các bạn xay cho tới khi nào thấy thịt và cà chua nhuyễn là được. Khi thịt và cà chua đã nhuyễn thì mình tắt máy, cho ra tô và mình tiếp tục xay nếp. Nếp này là mình đã ngâm được 4 giờ rồi. Mình cho nếp vào máy, cho thêm 300ml nước vào. Các bạn xay khoảng từ 10 đến 15 giây là được. Mình xay xong mà thấy nếp còn hạt tắm như thế này là được nha các bạn. Trong khi xay nếp thì mình đã nấu sẵn một nồi nước sôi. Khi nước thật sôi thì mình cho cà chua và thịt xay nhuyễn vào và cho nếp xay vào luôn. Vừa cho vào các bạn vừa khuấy liên tục để nếp không chìm dưới đáy nồi, dễ bị cháy. Trong khi nấu thì các bạn nhớ cho lửa nhỏ và khuấy thường xuyên. Mình nấu từ 3 đến 40 phút. Sau 3 đến 40 phút khi nếp đã nở hết, lúc này nếu các bạn thấy nếp quá đặc thì mình thêm nước vào. Mình thêm vào từng ít một, khi nào thấy nồi nước sền sệt, không đặc, không lỏng là được. Khi nồi nước đã được rồi thì mình đem gia vị, mình cho vào một muỗng canh muối. Mình dùng muỗng canh này nè các bạn. Và 1/3 muỗng cà phê bột nêm. 1/3 muỗng cà phê bột ngọt.
Và cuối cùng thì mình cho 100g đường phèn vào. Cho gia vị xong các bạn nhớ nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị của mình. Để nồi nước chấm đẹp và hấp dẫn hơn thì các bạn cho vào khoảng 1 đến 1 muỗng rưỡi canh dầu màu điều. Cho màu điều vào xong rồi các bạn dùng giá khuấy cho màu tan đều ra. Năng thì các bạn cho vào chén, cho một ít nước vào, quậy cho tan hết ra. Rồi mình cho vào xong nước chấm. Một tay cho vào còn tay kia dùng giá khuấy đều. Nếu khi nào các bạn nấu nồi nước lỡ bị lỏng thì mình hãy cho thêm bột năng vào thì nồi nước sẽ sệt lại. Thành phẩm nồi nước chấm của mình khi nấu xong thì phải hơi sền sệt, màu đẹp và có vị hơi ngọt một chút. Vị mặn thì vừa phải để khi ăn mình còn nêm thêm mắm. Nồi nước của mình như vậy là đã được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Về phần đậu phộng thì các bạn rang chín để nguội bóc vỏ, rồi dùng chày đập bể làm ba làm bốn ra là được. Khi ăn thì các bạn múc nước chấm ra chén, cho lên một ít mắm ớt và một ít ớt giả nhuyễn. Cuối cùng thì mình cho lên chén nước mắm một ít đậu phộng. Có thêm đậu phộng thì nước chấm sẽ ngon hơn, nhưng đậu phộng có chất dầu, ăn nó sẽ mau ngán, nên bạn nào không thích thì mình khỏi cho. Đến đây thì mình cũng để chia sẻ xong cho các bạn cách nấu món nước chấm ngon để ăn cùng với nem nướng tại nhà. Mong rằng các bạn sẽ thích cái công thức nấu món nước chấm này của mình. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.